giá hồ tiêu hôm nay 3 tháng 7, phiên giao dịch tăng mạnh liên tiếp giúp giá tiêu Tây Nguyên, miền Nam vượt mức 51.000 đồng, giá tiêu thế giới đang tăng đều. Những ngày đầu tháng 7 năm 2020 ghi nhận giá tiêu tại Tây Nguyên, miền Nam tăng, mức tăng thêm từ 500 đồng trên kg. Mức tăng giá tiêu mang lại niềm vui với người trồng hồ tiêu cũng như doanh nghiệp xuất khẩu. Theo đó, giá tiêu hôm nay mức giá cao nhất ở ngưỡng 51.000 đồng trên kg được ghi nhận ở Bà Rịa Vũng Tàu, thấp nhất 48.000 đồng tại Gia Lai. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng 500 đồng trên kg lên mức 48.000 đồng trên kg. Ngược lại, tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay lại báo giảm 500 đồng trên kg xuống 47.500 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 49.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 50.500 đồng trên kg. Đây là địa phương có giá cao nhất toàn miền. Như vậy, giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 47.500-50.500 50, đồng trên kg. Giá tiêu thế giới Giá tiêu thế giới giao ngay tại sàn Kochi, Ấn Độ tăng 200 rupee trên tạ, tăng 0,60 60 rupee trên tạ ngang ở mức 33.350 rupee trên tạ. Giá tiêu giao tháng 5 năm 2020 không đổi, ở mức 32.530 rupee trên tạ. Giá hạt tiêu trên sàn SMX Singapore tháng 9 vẫn ổn định ở mức 6.500 USD trên tấn. Cục xuất nhập khẩu Việt Nam cho biết, theo tính toán từ số liệu thống kê của cơ quan hải quan Nga, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong quý 1 năm 2020 đạt 2.220 tấn, trị giá 5,18 triệu USD, tăng 49,1% về lượng và tăng 18,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá tiêu nhập khẩu bình quân của Nga trong quý 1 năm 2020 đạt mức 2.333 USD tấn, giảm 20,3% so với quý 1 năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Nga từ Việt Nam giảm 18,7%, xuống mức 2.484 USD tấn, Ấn Độ giảm 35,4%, xuống mức 1.128 USD trên tấn, Indonesia giảm 59,8%, xuống mức 2.302 USD trên tấn so với cùng kỳ năm 2019. Quý 1 năm 2020, Nga tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Đức giảm nhập khẩu từ Brazil, Ba Lan, Cụ thể, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Nga trong quý 1 năm 2020, lượng nhập khẩu đạt 1,31 tấn, trị giá 3,25 triệu USD, tăng 77,8% về lượng và tăng 44,6% về trị giá so với quý 1 năm 2019. Thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga chiếm 58,9% trong quý 1 năm 2020, tăng mạnh so với 49,4% trong quý 1 năm 2019. Ấn Độ là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ hai cho Nga trong quý 1 năm 2020, lượng nhập khẩu đạt 311.000 tấn, trị giá 350.000 USD, tăng 248,1% về lượng và tăng 124,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.